Có phải bạn đang tìm hiểu thông tin về kem bi sờ Kinfei 4in1 của nước nào, nguồn gốc xuất xứ từ đâu mà chị em tin dùng nhiều đến vậy? Hôm nay shop mình sẽ review chi tiết về nguồn gốc của dòng sản phẩm đang nổi đình nổi đám này nhé. Hy vọng thông qua video này, các bạn có thể tìm được các thông tin cần thiết để yên tâm mà sử dụng nhé. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Mới nghe cái tên Biserkin, có lẽ chúng mình đều sẽ nghĩ đến một sản phẩm đến từ Nhật Bản phải không? Vậy thực chất kem Biserkin f 4 in 1 là của nước nào? Đây là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam tuy là hàng của việt nam nhưng chất lượng không hề thua kém gì hàng ngoại các chị nhé bằng chứng là sản phẩm được hàng chục ngàn chị em đã mua và sử dụng và sự tin dùng đáp lại bằng cách mua đi mua lại nhiều lần là đủ để hiểu nó hiệu quả và đáng tin hay không rồi mặc dù là sản phẩm của việt nam nhưng công thức được nghiên cứu và xây dựng với sự tham vấn của đội ngũ bác sĩ dược sĩ ngành bào chế đồng thời sản phẩm còn được sản xuất từ những nguyên liệu lành tính an toàn cho làn da chị em nào muốn ủng hộ hàng việt chất lượng cao cấp thì đây là gợi ý không tồi đó nha Sản phẩm được biết đến với sự kết hợp của nhiều tinh chất tự nhiên. skin Kinfei 4-in một mang đến làn da trắng hồng dạng rỡ từ sâu bên trong. Ngoài ra, em này còn giúp nuôi dưỡng và tăng sinh tế bào da mới phát triển. Kem Biser Kinfei 4-in một hiệu quả tốt, nên bị làm giải nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán kem bi sờkinfe 4 in một hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.